Kính thưa quý vị khán giả, thiếu máu thiếu sắt là một bệnh lý phổ biến trên toàn thế giới. Bệnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, gặp ở cả hai giới, nhưng mà thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cũng như là trẻ em thì chiếm tỷ lệ cao hơn. Và để tìm hiểu kỹ hơn về bệnh thiếu máu thiếu sắt, kính mời quý vị khán giả theo dõi chương trình tư vấn về bệnh thiếu máu thiếu sắt ngày hôm nay với sự tham gia của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thảo, phó trưởng khoa bệnh máu lành tính, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Xin cảm ơn thạc sĩ Thảo đã dành thời gian tham dự buổi trò chuyện ngày hôm nay. Xin bác sĩ có thể cho biết là bệnh thiếu máu thiếu sắt là gì và những người mà bị thiếu máu thiếu sắt thì thường có những triệu chứng biểu hiện như thế nào? Như các bạn biết, thiếu máu là một tình trạng nó giảm cái lượng huyết sắc tố của bệnh người bệnh so với những người bình thường cùng tuổi, cùng giới và cùng điều kiện sinh sống, và nó gây ra các cái triệu chứng khác nhau. Nó còn thiếu máu thiếu sắt thì do cơ chế cơ thể không cung cấp đủ sắt để tổng hợp lên hồng cầu, vì thế cho nên là sẽ tạo ra gây ra cái tình trạng thiếu máu. Theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới thì là thiếu máu đối với nam thì là khi lượng huyết sắc tố nhỏ hơn 130 gram lít, đối với nữ thì là dưới 120 gram lít, còn đối với phụ nữ đang mang thai thì dưới 110 gram lít thì được gọi là thiếu máu. Thế còn thiếu máu thiếu sắt là một cái thiếu máu phổ biến nhất trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Và tình trạng thiếu máu thiếu sắt thì là một cái thiếu máu mãn tính diễn ra từ từ, cho nên người bệnh thường thì không phát hiện ra ngay những cái giai đoạn sớm, mà lúc mà người bệnh cảm thấy có vấn đề thì lúc đó là cái tình trạng thiếu máu nó đã rõ rồi. Có những cái triệu chứng mà bệnh nhân thiếu máu thiếu sắt hay gặp thì là như là da xanh, niêm mạc nhợt, bệnh nhân có thể là cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, hay là bệnh nhân hay mệt. Ví dụ bình thường người ta có thể vận động được thể chất hoặc là đi tập thể dục được thường xuyên, nhưng bây giờ thì hay mệt và nó giảm tốc độ đi, tức là đi được 1-2 vòng là đã thấy mệt rồi, hoặc là cái khả năng làm việc giảm sút, không làm được nhiều việc và cảm thấy luôn luôn mệt mỏi. Cái nữa là có thể là bệnh nhân có thể ngủ kém hoặc ngủ rất là nhiều, và thứ nữa là bệnh nhân rất là dễ mất tập trung và khó giảm trí nhớ. Đấy là những cái triệu chứng mà hay gặp. Ngoài ra thì bệnh nhân còn có thể có những cái triệu chứng khác hơn như là tức ngực, tim nhanh, hồi hộp. Hoặc là ở trẻ em thì chúng ta có thể thấy là những cái triệu chứng khi mà bệnh nhân thiếu máu đấy là chậm lớn, chậm tăng cân, rồi chậm phát triển tinh thần vận động, hay là dễ bị nhiễm trùng. Ngoài ra chúng ta có thể thấy các cái triệu chứng của cái tình trạng mà gây nên nguyên nhân thiếu sắt đấy là các cái tình trạng mất máu rất là nhiều, ví dụ như rong kinh, rong huyết hoặc xuất huyết tiêu hóa. Thiếu máu thì lại do nhiều nguyên nhân, và thiếu sắt thì là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây nên tình trạng thiếu máu. Và lại có nhiều nguyên nhân để dẫn đến tình trạng thiếu sắt, mà nó sẽ dẫn đến một số biểu hiện mà như bác sĩ Thảo vừa mới chia sẻ, đúng không ạ? Vậy thì làm thế, ngoài chuyện là biểu hiện ra thì bằng cách là đi xét nghiệm chẳng hạn thì chúng ta có thể biết được mình có tình trạng thiếu máu thiếu sắt hay không ạ? Có bạn ạ. Bằng cách dễ nhất mà chúng ta khi thấy cơ thể không ổn ấy thì là nên đi xét nghiệm sức khỏe định kỳ. Điều đó có thể phát hiện ra thiếu máu thiếu sắt của bạn được qua những cái lần xét nghiệm sức khỏe định kỳ đó. Vậy thì nếu mà tình trạng thiếu máu thiếu sắt ở một người nào đó mà kéo dài, không được điều trị thường xuyên chẳng hạn, thì họ sẽ có dẫn đến cái hậu quả như thế nào? Nếu mà bệnh nhân có thiếu máu thiếu sắt mà không được điều trị thì người ta sẽ luôn luôn cảm thấy mệt mỏi. Thứ hai nữa là giảm cái khả năng làm việc. Cái thứ ba nữa là giảm trí nhớ, giảm tập trung, và có thể đối với những cái người mà làm những cái công việc như là lái xe chẳng hạn thì còn có thể gây ra những cái nguy hiểm trong nghề nghiệp của họ. Cái thứ ba nữa là bệnh nhân cảm thấy là nó không vui vẻ, không yêu thích công việc, và nói chung là giảm cái năng suất làm việc. Thế thì để mà điều trị thiếu máu thiếu sắt thì nó có phức tạp hay không, và bằng cách nào ạ? Để điều trị thiếu máu thiếu sắt thì nó gồm 3 vấn đề chính. Thứ nhất là vì đây là một cái thiếu máu dinh dưỡng, cho nên mình sẽ cung cấp sắt qua cái chế độ ăn là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình dùng thuốc. Và cái thứ ba nữa là mình điều trị các cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng thiếu sắt đó. Đối với một số người ạ, khi họ cứ thiếu máu thì họ nghĩ đến là họ có thể thiếu sắt và phải nói là tôi uống bổ sung viên sắt, thì như vậy có đúng hay không ạ? Như thế thì rõ ràng là nó chưa đúng. Tại vì thiếu máu thiếu sắt là một cái thiếu máu phổ biến, nhưng không phải luôn luôn tất cả các thiếu máu đều do thiếu sắt. Vì thế cho nên các bạn nên đi xét nghiệm sức khỏe định kỳ và được lời khuyên của bác sĩ. Chính xác là mình có thiếu sắt thì mình mới hãy bổ sung sắt. Thế cái việc bổ sung sắt thì có cần theo chỉ định của bác sĩ hay không? Hay là cứ thiếu máu thiếu sắt thì ta bổ sung sắt và có thể loại sắt nào cũng được ạ?
Thường thì nên theo chỉ định của bác sĩ, tại vì sắt trên thị trường hiện tại là có rất nhiều loại và bạn có thể ở các cái giai đoạn khác nhau của thiếu máu sắt, có thể giai đoạn sớm hoặc là giai đoạn đã nặng rồi chẳng hạn. Nếu mà những cái thiếu máu mà đang nhẹ thì mình có thể điều trị sắt uống thôi, còn đối với những cái thiếu máu mà nó nặng rồi thì mình cần phải điều trị sắt truyền và cần một cái lượng tích cực hơn để mà làm tăng cái lượng huyết sắc tố như là cải thiện lại sức khỏe của bạn. Thế như thế thì là cũng nên theo chỉ định của bác sĩ để đối với các cái điều trị phù hợp, và đặc biệt là điều trị và tìm nguyên nhân thiếu sắt mới là cái thứ quan trọng. Đấy là đối với những người mà đã bị bệnh thiếu máu thiếu sắt rồi. Thế còn đối với những người dân trong cộng đồng ấy, thì vì đây là một cái thiếu máu thiếu sắt là một cái bệnh một bệnh lý thiếu máu rất là phổ biến và đa phần là do thiếu hụt vi chất dinh dưỡng, đúng không ạ? Vậy thì bác sĩ có cái lời khuyên chia sẻ gì đối với tất cả chúng ta, những người khỏe mạnh trong cộng đồng, để có thể phòng tránh không bị thiếu máu thiếu sắt về chế độ dinh dưỡng hay là chế độ tập luyện sinh hoạt như thế nào ạ? Như các bạn biết thì là thiếu máu thiếu sắt thì là do là nguyên nhân không cung cấp đủ sắt cho cơ thể. Thế thì là cái nguyên nhân thì nó có hai cái nguyên nhân chính. Đấy là thứ nhất là mình không cung cấp đủ sắt qua thức ăn, thì có thể là do mình ăn kiêng, ăn ít, hoặc là cái chế độ ăn dinh dưỡng phù hợp cho trẻ em, cho người lớn nó chưa phù hợp, hoặc là trẻ em chưa không được bú mẹ chẳng hạn. Những cái này đấy là do nguồn cung cấp sắt thiếu. Cái thứ hai có thể là cung cấp đủ rồi nhưng mà cơ thể không hấp thu được. Cơ thể không hấp thu được thì do là ví dụ các cái bệnh ở đường ruột như là viêm loét dạ dày tá tràng, hoặc là những cái bệnh về đường tiêu hóa gây không hấp thu được sắt. Cái thứ ba nữa là nguyên nhân là do mất máu mãn tính. Thế thì mất máu mãn tính là có thể do xuất huyết tiêu hóa, rong kinh, hoặc là những đi tiểu ra máu chẳng hạn, là những cái thứ mà mình nhìn thấy được. Thế còn cái đặc biệt hơn đó là cái mất máu rỉ rả qua đường tiêu hóa, mà những cái bệnh do bệnh đường tiêu hóa mãn tính mà mình không phát hiện ra được cái thì thường là người bệnh không biết là vì sao mình thiếu máu. Ví dụ như những cái polyp đại tràng, hoặc là viêm loét dạ dày tá tràng, hoặc đặc biệt là những cái ung thư đường tiêu hóa mà một cách rất là âm thầm và từ từ, và người bệnh họ không biết được là mình có mất máu qua đường tiêu hóa. Thế thì vì những nguyên nhân đó cho nên là khi mình điều trị thì mình cũng dựa theo những nguyên nhân đó, mình cung cấp đủ dinh dưỡng qua chế độ ăn. Ở người lớn thì cung cấp nó dễ hơn, thì mình sẽ ăn đúng các cái nhóm thức ăn mà có giàu sắt, ví dụ như là các cái loại thịt đỏ, da cầm, hay là trứng, hay là những cái rau xanh đậm, hoặc là các loại hạt. Cái thứ hai nữa là mình ăn thêm các cái loại mà có vitamin C để tăng cường hấp thu sắt trong thức ăn. Cái thứ ba nữa là phải cung cấp đủ các cái nước có cái nguồn nước hoa quả mà có vitamin C. Và thứ tư nữa là mình không được uống các cái loại ăn uống các loại thức ăn mà nó ngăn cản hấp thu sắt, ví dụ như là chè chẳng hạn, đặc biệt là các loại trà chè đấy. Tiếp theo nữa là đối với trẻ em thì mình sẽ khuyên các cái chế độ là nuôi con bằng sữa mẹ, vì như các bạn biết trong sữa mẹ là có sắt rất là dễ hấp thu, còn đối với các cái sữa mà công thức thì sắt nó khó hấp thu hơn nhiều. Như vậy thì là trẻ em nên được nuôi con bằng sữa mẹ, đặc biệt là các phụ nữ có thai là người có nguy cơ rất cao về thiếu sắt, cho nên cần được bổ sung sắt trong suốt thời kỳ mang thai, từ 3 tháng giữa đến 3 tháng cuối cho đến thời kỳ sau sinh, để cung cấp đủ sắt cho mẹ và con. Đấy là cái đối tượng mà dễ thiếu sắt, đặc biệt là với trẻ em đang lớn nữa thì là lúc đấy cái nhu cầu của các bạn ấy rất là cao về sắt, thì bố mẹ nên để ý các chế độ dinh dưỡng để cung cấp sắt thêm cho các con. Vậy thì đối với những trường hợp mà bị thiếu máu thiếu sắt mà đã được bác sĩ chỉ định uống bổ sung viên sắt thì người bệnh có cần phải lưu ý điều gì khi uống bổ sung viên sắt hay không ạ? Thực ra uống thuốc sắt thì là uống, tức là bác sĩ sẽ phải kê thuốc uống khá là lâu dài để phục hồi lại cái tình trạng thiếu sắt của bệnh nhân. Thì thường bệnh nhân các bạn lưu ý là phải uống từ 3 đến 6 tháng sau khi mà bị được chẩn đoán là thiếu máu thiếu sắt. Và đặc biệt các bạn khi uống sắt các bạn nhớ là uống vào lúc đói, tức là giữa hai cái bữa ăn, và nên uống kèm với một cốc nước hoa quả, tức là một cái cốc nước mà cung cấp vitamin C để nó tăng cường hấp thu sắt. Và nữa là khi mà uống sắt thì các bạn có thể thấy là có một số các tác dụng phụ nhưng mà mình sẽ cố gắng khắc phục, ví dụ như là có thể thấy phân có màu đen, hoặc là táo bón, hoặc là mình có hơi khó chịu ở dạ dày. Tuy nhiên thì mình sẽ cố gắng khắc phục những cái triệu chứng đó, và cũng nó cũng không gây hại gì cho bạn cả. Thì trong quá trình uống sắt thì các bạn lưu ý những điều đó. Xin cảm ơn những chia sẻ rất là thú vị của bác sĩ. Vâng, kính thưa quý vị, qua sự tư vấn chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Thị Thảo, chắc hẳn quý vị khán giả đã có được những lời khuyên rất hữu ích, có thể để nhận biết những dấu hiệu cũng như là cách phòng tránh và cách điều trị bệnh thiếu máu thiếu sắt. Và chúng tôi thì một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị khán giả đã chú ý theo dõi chương trình, và cảm ơn sự có mặt của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thảo.
xin trân trọng cảm ơn.